Âm thanh bãi Chứng Phương Kiên Giang xin kính chào mấy anh em. Hôm nay mình có một số lo bán cho mấy anh em nha. Trước tiên mình đi đến một cặp lo 30 sao lách. Sao lách nè, mấy anh em nhìn cái logo sao lách mấy anh em biết này ha. Đây nè, cái đây nè, nha. Đây, cái màn ở đây mấy anh em. Cái màn nè. Ha. Lo này từ 190 nha mấy anh em. Cun 76. Cun 76 là lo là cun lớn nè, ha. Từ 190. Lo rất là đẹp mấy anh em. À, cái đế CNC nè ha, đây cũng có một cặp nè, giống y gan luôn nè, màn giống luôn anh em thấy không, màn giống hết luôn nè anh em thấy không, hai cái màn giống nhau hết luôn nè, đó khuôn giống nhau luôn, khuôn 76 từ giống nhau nè, hai chiếc này coi như giống nhau anh em, giống nhau hết ha. Đây nè, đây sao lách, đây nè ha, màn khuôn 76 giống nhau nè, quay sao quay gần cho anh em coi nè, thấy không, đế từ khung xương giống nhau, đây nè, màn cũng giống nhau luôn anh em, đó, thì nói chung hai chiếc này là giống nhau hết, ha, từ lỗ mũi nè, thế nào lỗ mũi mô không, lỗ mũi mô luôn, đó, lỗ mũi luôn theo nền theo, nè, giống nhau từ lỗ mũi, gần luôn, ba gần, à, lo của sao lách anh em nha, anh em nào chơi là lo là biết sao lo, sao lo sao lách hàng bãi rồi anh em nha. À, một cặp còn rất đẹp nè, mấy anh em nhìn cái mũi của nó nè, ha, đổ lúc keo zin rất đẹp luôn mấy anh em, màn gân tẩm dầu ha, màn không thấm nước nha mấy anh em, rất đẹp. À, cặp lo này đầu lai nè, bán cho anh em 2.400.000, từ 190 con bản 6 lo sao lách mấy anh em nha, lo sao lách lo còn quá đẹp, zin đẹp, từ ra nó dứt luôn mấy anh em nha, bán đầu lai bán rẻ mấy anh em nha, ha, lo từ 190 con bản 6 mấy anh em. Lo sao lách nha. Tới đây mình có một chiếc neo đêm ít mấy anh em. Mà hôm trước mình coi thật nó thật mấy anh em, mình có một chiếc lẻ gì nè. Ha. Cũng giống y chang vậy luôn, đêm ít. Mà bên kho này nó bán cho mình ngộ thì mấy anh em. Nó bán coi khi lẻ một chiếc biết bao lâu mình chờ, biết lâu mới có một chiếc nữa. Mình có một chiếc trước mình bán rồi, giờ nó về lại một chiếc này nè mấy anh em. Y chang như chiếc đêm ít trước luôn ha, khung xương màu xám nè. Nè. Đó, từ neo nè. Nè mình thấy em thấy không? Nhìn chiếc Limit này là mình em nhìn biết rất là xịn sò. Nói chung con chiếc này lẻ này anh em nào mình bán lo kéo là muốn nuôi to hay là làm gì cũng được chứ mấy anh em. Tiếng của Limit này thì lo này rất là hay. Sườn xám đục là màn giấy của nó nè. Đó. À, anh em thấy màn giấy của nó không? Gân tổng dầu zin của nó nè mấy anh em. Đó. Nói chung lo này màn của nó thì mấy anh em khỏi phải nói rồi. Hai màn nâu mà màn lỗ mũi của nó nè. Rất đẹp luôn mấy anh em. Rất là đẹp. Đó. 30 đi mười ít mấy anh em. Từ neo khối nè. Khuôn khoảng 76 mấy anh em à. À. Chứ này mình bán cho 2.100.000 nè, 2.100.000. Mấy anh em nha, 2.100.000 mấy anh em. Đó, lo đi mười ít. 30 neo. Tới đây mình có một chiếc 40 pin xi xương thẳng mấy anh em. 40 pin xi xương thẳng nha. Nè. Có mã dạch cho trên đấy nè. Chiếc này từ khoảng 180. Khuôn khoảng chắc cỡ 6 mấy 70 mấy anh em ha. Cái lo này đây dành mấy anh em gáp lo kéo, bình kéo điện cũng được nha. Lo này rất là cao nè. Lo này cũng gần rất là đẹp mấy anh em. Đây nè. Như chiếc lo này hầu như cũng là tồn kho chưa sử dụng mấy anh em. Nè, gân ốc nó còn nè mấy anh em. Và đặc biệt là cái màn của nó nè. Ha, mấy anh em gờ lo bãi là nói chung là cái màn nó rất là mịn, rất là mềm. Nhưng mà đặc biệt chiếc này là cái cun này rất nhẹ mấy anh em. Cun này nó nhỏ hơn 76 một chút ha. Chắc nó hơn 635 á. Cái cun này thấy cũng lớn lớn nè. Ha, trong cổ thì mình cũng không biết được mấy anh em. Ha, cái màn của nó là mấy anh em nè. Ha, màn của nó rất là mịn, mềm. Mình sợ lấy tin luôn nè mấy anh em không? Mấy anh em thấy nè. Đó. Rất đẹp. Chiếc này còn mới đẹp luôn nè. Ha. Mình bán 1.100.000 anh em. Đó. Tới đây mình có một chiếc nè. Khung của bay ma nè mấy anh em. Ha, từ nó cũng vậy. Màn ba lớp nè. Cun nó cũng 6 mấy 70 mấy anh em. Cun này nó nhỏ hơn 76 mà nhìn thấy nó nhỏ hơn 76 mấy anh em. Đó. Đây. Chiếc này màn láng mấy anh em. Chiếc này màn láng ha. Chiếc này màn láng nè. Màn cũng sợi tinh nè. Ông ánh luôn nè mấy anh em. Lo còn zin đẹp nè. Mình quay cho mấy anh em coi. Lo còn lỗ mũi nè mấy anh em thấy không?
à, quay sau gần nó mũi nè, còn rất là đẹp luôn mấy anh em. Chiếc này cũng còn mới luôn nè, chưa sử dụng nè mấy anh em. Đó, bán cho mấy anh em 1,1 triệu luôn. Anh em nào mua về gấp lo kéo, kéo bình, kéo điện rồi. Cặp này 2,2 triệu, nói chung là quá rẻ mấy anh em ha. Lo 40 mà bán rẻ như lo 30 rồi ha. Mà hàng bãi nữa, cho nên mấy anh em nhìn mấy cái màn hàng bãi nè, lo rất là chắc chắn ha, nhìn rất là xịn sò nè mấy anh em. Nè, lo 40 mà bán rẻ như lo 30 thì mấy anh em về lắp kẹo kéo là có lời chắc ha. Làm monitor cũng được mấy anh em. Mấy anh em nào về làm monitor lời cũng được nha. Monitor này không cần giống nhau mấy anh em. Monitor thì mấy cái chiếc này là monitor thì tiếng cũng rất là hay ha. Làm monitor thì mấy cái cặp này là monitor cũng hết ý mấy anh em. Đó. Còn mấy anh em nào muốn nhẹ nhàng hơn nè ha, mình có cặp này nó cũng like nhau nè. Cặp này pin xi xương đôi nè. Đó. 40 cái pin xi xương đôi. Thì cái mấy anh em nhìn lo bãi á, mấy anh em dễ biết lắm. Cái lo bãi nó sẽ khác với cái lo mới là cái xương này nè. Ha, nó bự hơn. Cái xương của ngoài chợ và cái ba giới nó không có và cái xương nó rất là nét. Mấy anh em, và đặc biệt màn giấy của nó nè. Đó, màn rất mềm mà dẻo, màn giấy mình sợ thủy tinh ống ánh nè. Ha, khuôn 76 mấy anh em. Lo neo ha. Đây nè, một chiếc này nè, chính là chiếc màn láng nè. Ha. Đó, ba gân luôn màn láng, lỗ mũi nè. Rất là xịn sò mấy anh em. Anh em thấy không? Mấy chiếc này như mình thấy nó cũng còn rất đẹp nè. Đó, mới chưa sử dụng nè, thấy không? Một cái màn của nó mới thật với anh em á, anh em gờ lỗ bãi, anh em mua những cái chiếc lo mình về mấy anh em gờ là cái màn là biết liền nha, từ lỗ mũi. Đó, chiếc này nè. Cũng là một chiếc lẻ của ấy, mình bán 2,1 triệu nè mấy anh em. 2,1 triệu nha. Lo 40 neo, anh em nào phái gọn nhẹ rồi lắp keo kéo nhẹ thì mua chiếc này cũng được. Ha, là mô to nhẹ là của chiếc này cũng được. Đây. Cái chiếc này cũng vậy mấy anh em, cũng cua 76 nè. Đó. Chiếc này bằng gân. Bằng gân thì màn láng thì cái màn gân nó thiên về tiếng Bắc hơn một chút. Còn màn láng thì cái tiếng mít nó thiên về tiếng mít hơn một chút mấy anh em. Nhưng mà nó không nhiều đâu. Chừng 9 10 8 10 vậy thôi. Nó nói như cái nó cái lo neo thì bát thì có bát chứ nó không tối thui giống như cái lo từ ha. Mà cool 76 thì màn gân này vẫn sáng bình thường mấy anh em. Mà nó hơi có chút mít lâu chút xíu vậy thôi. Chứ thật sự ra nó cũng không dày tiếng giống như cái lo từ mà 22 của 100 này mình mấy anh em. Nhưng mà lo neo này tiếng nó rất là đẹp. Như mấy chiếc cặp này nè, chiếc này nó cũng còn rất mới nè ha. Cái màn này là màn gân thì hơi dày hơn cái màn láng chút mấy anh em. Đó, thì nó nghiêng về cái tiếng mít lô chút xíu. Đó, anh em nào muốn bát chút thì lấy chiếc này. À, cũng 2,1 triệu một chiếc mấy anh em. Mấy anh em chọn chiếc nào chọn ha. Hoặc là mấy anh em nào mua cặp gì là mua to cũng được. Hai cái nào mình bán chiếc cho mấy anh em nha. Rồi. Tới đây mình có một chiếc 40 nữa nè. Chiếc này dày mấy anh em. Chiếc này từ rất là dày nha. Chiếc này từ mỏng nè. Mấy chiếc này từ mỏng nè mấy anh em thấy không? Riêng anh này là từ rất là dày. Ha, hiệu NFD nè. Có hiệu luôn nè, 400W mấy anh em thấy không? Đó, để 400W mà từ rất là dày mấy anh em. Thì cái lo này á, cool nó khoảng 70 mấy gì đó ha. Cái lo này có thể mấy anh em về làm súp điện được nè. Súp điện này từ nó dày nè, súp điện tiếng rất là hay ha. Từ rất là dày anh em thấy không? Từ nó dày, từ nó khoảng 190 mà từ nó dày lắm anh em. Từ nó rất là dày nè, mấy anh em thấy không? Nó dày gấp đôi từ người ta. Đó, lo hiệu luôn. Đây, màn của nó cũng rất là đẹp. Cái lo này cũng hình như nó cũng là mấy lo tồn kho mấy anh em thấy không? Cái niêm gô nó còn luôn nè. Đó. Màn giấy, cái lớp keo chống nước riêng của nó nha mấy anh em nha. Lớp keo chống nước riêng của nó đây. Đây, đây, keo chống nước riêng của nó mấy anh em. Đó. Anh em nào về làm súp điện 30 cũng được, 40 nè. 40 về làm súp điện mấy anh em quay kỹ mấy anh em coi. Đây ha. Đó. Rất là đẹp. Rồi, chiếc này mình bán cho 1,4 triệu ha, lo hiệu luôn mấy anh em ha, từ giày làm súp. Cho nên mình có một chiếc 30 tục bu sao ha, thì mấy anh em biết nhận dạng cái lo tục bu sao của đời trước nó giống là dễ biết nè. Lo cạnh nè, đây mình chỉ có một chiếc nè ha, nó để chữ lao Svitker cũng là tục bu sao nè mấy anh em. Đó, có hiệu đàng hoàng ha. Thì nói với thằng này với tục bu sao là một thứ nên mấy anh em nha. Đó, lo nè, đây nè, tục bu sao nè mấy anh em. Thằng này sẽ để tục bu sao nè mấy anh em thấy không? Đó, khung sườn 30 với 50 là như nhau, mấy anh em thấy không? Đấy, cả cái nhấn này nó cũng giống nhau nữa mấy anh em thấy không? Đó, lo tục bu sao nó làm y nhau mấy anh em. Nhưng mà đặc biệt thằng này là 30 nè, 30 cái tục bu sao mấy anh em. Đó, đây nè, ấn lệnh nè, hàng này là hàng Anh Quốc nồi mấy anh em nha. Cái đời này đời trước, à, tôi bu sao nè.
có số điện thoại, có công ty đàng hoàng nè, in trên tem từ luôn mấy anh em. Đó. Lô này khuôn khoảng 6 mấy mấy anh em, khoảng 65 à. Ha, lô 30. Từ nó khoảng 170-180 gì đó, lo trục bu sao. Thì cái lo này mình bán cho mấy anh em là môi to lời nha, hoặc là làm lo mít là này kia nọ đó, được luôn. Ha, cái dòng này thì tiếng cực kỳ sáng, hay cực kỳ hay. Ha. Này con chiếc 30 nè. Ha, chiếc mình nó lẻ. Nói chung nó cái lo này mà có cặp bán tiền không anh em, mà lo này hay lắm, trục bu sao, hàng hàng hãng luôn. Hàng Anh Quốc nồi mấy anh em. Ha. Đó, chiếc lo này mình bán rẻ mấy anh em luôn. 1.800.000 thôi. Chiếc lo 30 trục bu sao xịn nè. Anh Quốc nè. Ha. Anh em nào mua chiếc này về làm lời làm monitor là cũng được nha. Tới đây mình có một chiếc 50 nè. Ha. Trục bu sao. Đây, nó để số watt cho anh em. Cái watt á, cái watt của thằng Anh Quốc nồi hoặc lô Mỹ nồi, nó để cái watt là cái watt gồ ga anh em nha. Cái watt thấp nhất của nó là 600, mà của nó tới 1.200, là mấy cái lô mà để 1.200 là cái watt max đỉnh điểm của nó anh em. Còn cái thằng Anh Quốc với mà nồi á, đồ nồi trước là nó để cái watt là cái watt 600 này là cái watt gồ ga của nó mấy anh em nha. Đó, chứ không phải là nó yếu đâu. Nó mấy cái lô bây giờ thị trường để 1.200 là để cái công suất max. Ha, còn của người ta là để nè. Ha, công suất power nè. Power có nghĩa là công suất mở lên đó. À, nó công suất power là công suất program của nó mấy anh em. Cho nên mấy anh em đừng có nghĩ là mấy cái lo mới bây giờ để mấy ngàn mấy là mạnh hơn mấy lo này, nghe không có đâu mấy anh em nha. Cái lo Anh Quốc nồi người ta để là đúng của người ta nè. Mấy anh em nhìn cái lo xịn ngày xưa nè. Cái từ nó bung đen luôn mấy anh em thấy không? Cái từ của nó rất là đen. Nó đen hơn những cái từ lo thường mình rất là nhiều. Thấy anh em thấy không? Nhìn cái từ nè. Nó bung như cục than như mấy anh em, thấy không? Thấy không? Mà đặc biệt là cái sườn nó rất là dày. Ha, cái lo trục bu sao này á, thì mình nói trước mình có mấy cặp mình cũng bán rồi mấy anh em. Lo nó thường rất là dày, rất là nặng. Ha, lo này từ 22 kg mà nó quýnh tiếng dữ lắm. Cái này từ 22 kg nè. Nó cái đế nó dày lắm anh em, cái đế của nó nè. Dày lắm. Ha, cun 100. Cái lo này có thể hơn 100 anh em ơi, thấy bự hơn 100 á, thấy lớn hơn á. Trong cổ mình thấy mình quay thấy lớn hơn 100 chứ không phải 100. Ha. Thì cái lo trục bu sao này á, mấy anh em nào có xài lo trục bu sao với ôm mới biết nó. Ha, tiếng của nó quýnh đi mà nó kêu khủng lắm mấy anh em nhìn thấy nó đơn giản như nó không bự không hòm nữa ha, nhưng mà nó cao cả hơn 925 nè, thấy không? Nó cao hơn nè ha, mà tiếng của nó quýnh đi ghê lắm. Nó với phai tò rồi mấy anh em á, thấy đơn giản như đó nhưng mà tiếng của nó rất là hay, độ sâu của nó rất là trầm và nó đi rất là khủng ha. Thì mấy anh em nào biết dòng trục bu sao với dòng ôm này đó, mấy anh em nào để ý là biết nha. Đặc biệt là gân nó ba gân nè mấy anh em, ba gân lớn nè ha, nó chỉ đóng bụi thôi mấy anh em, lo còn rất mới luôn, đóng bụi thôi, mũi nè ha, đó lo còn rất mới, chỉ đóng bụi, lau bụi là sạch thôi ha, màng để dính bụi nè mấy anh em, đó lo còn dính bụi thôi ha, ba gân. Rồi chiếc này mình bán 3.600.000 luôn, có một chiếc mấy anh em trục bu sao. Tới đây mình có một chiếc từ 208 cun 125 nha. Đây nè. Nè, đó, cun rất là lớn mấy anh em. Đây nè. Có tem luôn ha. Cun 125. Đây nè. Cun lớn mấy anh em nhìn nè, cái đế của nó nè mấy anh em thấy không? Đó. Bảy màu, keo màu hồng đàng hoàng. Đó, cun 125 từ 208 từ nối ba khớp nè mấy anh em. Ha, mà thường thường mấy cái lo từ 228 nó xài từ nối ba khớp nè mấy anh em. Đó, cun rất là lớn luôn. Ha. Đặc biệt là cái lo này rất là khủng, màng ba gân lớn luôn mấy anh em, mũi này rất là xịn sò ha, có một lớp keo chống thấm nước luôn, chống thấm nước màng luôn mấy anh em. Đó, anh em nào chiếc lo này mình bán, mấy anh em bán xả luôn chiếc lo này, là có một chiếc nè 3.300.000, lo này quýnh khủng lắm mấy anh em. Đó, tới đây mình có một chiếc khung xương của EV nè mấy anh em, chiếc lo này cũng rất là cao à, cao mấy anh em nha, lo này cao lắm. Chiếc lo này rất là cao luôn ha, đích 6 lỗ luôn anh em. Lo này cũng là từ 22 kg mà lo này siêu cao luôn. Đó, nó cao thấy ghê luôn. Đó ha, cái cổ nó rất là cao luôn anh em. Đó, zin của nó là như vậy nè. Đó, tại cái lo này nó quá cao anh em thấy không? Mà những cái lo cao sâu như mấy anh em quýnh xúc nó rất là lực và đi rất là xa ha. Anh em nó nhìn thấy không, đích lỗ nè, mà chiếc lo này cũng gần rất là mới nè ha, từ 22 kg, lo cao quá cao luôn. Cao sâu, đặc biệt là màn gân luôn, màn gân luôn mấy anh em, lỗ mũi zin nè,
đẹp nè mấy anh em thấy không, đó là mũi quá dinh quá đẹp luôn nè. Đó mấy anh em thấy không, bên đây trước đây mình quay kỹ cho mấy anh em coi nè, từ nó dứt nè, lo này cũng còn mới luôn nè mấy anh em thấy không, đầu đồng kho đó, chưa sử dụng luôn. Rồi chiếc này mình bán cho 2.300.000 nè, chiếc 50 nè ha, lo cao sâu cung xưa quê. Rồi hôm nay anh về Trung Phương ha, có một số lò bán cho mấy anh em, giá trên chưa bao gồm phí xuất vận chuyển nha. Anh em nào mua liên hệ với mình xin cảm ơn mấy anh em và xin kính chào gặp lại, hẹn video là hẹn gặp video tiếp theo.